Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại khu trung tâm triển lãm ở Kinh Bắc của Bắc Ninh. Ở đây thì đang triển lãm cây cũng như là triển lãm các cái sản phẩm về gỗ nũa hay là đá. Đến đây thì mình thấy choáng ngợp khi mà các bạn đưa các cái cây mà cổ thụ cũng như là những cái dòng cây bonsai để triển lãm và giao lưu cùng với mọi người. Mình sẽ quay lại để cho các bạn cùng ngắm nhé. Đợt triển lãm này khá khá là quy mô và mình thấy là cái chất lượng cây ở đây rất là tốt các bạn nhé. Hội tụ đủ các cái loại cây của các cái nhà vườn đẳng cấp trên 25 tỉnh thành phố. Số lượng tác phẩm đây rất là nhiều, đặc biệt là tác phẩm xanh, tác phẩm tùng và một số những cái cây cổ thụ, những cây hiếm có độc lạ nhé. Như đây là một tác phẩm me này, tác phẩm khế chua. Tất cả các cây ăn quả hoặc là các cái cây hoa, cây cũng được các nghệ nhân ở đây tạo tác và tạo lên các cái tác phẩm rất là đẹp nhé. Mình đang đi ở đây là vào cái khu vực là những cái cây hàng trung và hàng đại. Tùng, tùng La Hán, nguyệt quế. Đây của một công ty. Công ty này là của anh Dũng Tân ở Thái Nguyên này. Ở đây rất là nhiều các cái tác phẩm hàng đại và đẹp, làm rất là kỹ. Các bạn xem ngắm cây ở đây hoặc là các bạn nhìn những cái tác phẩm này thì các bạn thấy là các cái cây hoa, các cái cây ăn quả thì các nghệ nhân đều có thể tạo tác và tạo thành những cái tác phẩm đẹp cho mọi người chơi. Đây là tác phẩm siro này, đang hoa quả rất là nhiều. Từ cây nguyệt quế người ta cũng tạo tác ra những cái tác phẩm rất đẹp. Hôm nay thì tác phẩm ở đây rất là nhiều và rất nhiều các cái tác phẩm đặc sắc, vì vậy nên Trung Kiên sẽ quay sơ lược và những cái tác phẩm nào mình thấy nó có cái tính chất đậm chất nghệ thuật thì mình sẽ quay kỹ hơn. Đây là một cây ổi nghệ thuật. Về đánh giá cây theo cái cách của cây ấy, thì Trung Kiên thấy là nó có mấy cái cách đánh giá. Nó là cái cây cổ là một này, kỳ kỳ quái và mỹ, có cái độ, có các cái điểm chơi đẹp. Mình vừa quay và mình sẽ vừa chia sẻ với mọi người về các cái cây ở đây, vì vậy nên là nhiều khi Trung Kiên nói nó cũng sẽ không được lưu loát lắm, nên các bạn cứ thông cảm nhé. Chủ yếu là quay để chia sẻ cho các bạn là ở Bắc Ninh đang có một cái hội chợ triển lãm cây rất là đẹp. Đều là những cây làm kỹ cũng như là có cái tính chất nghệ thuật rất là cao. Tác phẩm xanh thì đợt này đặc biệt là tác phẩm xanh mình thấy có rất là nhiều, gần như là hội tụ đủ các cái tác phẩm đẹp ở trên toàn quốc. Đang rất là đông người tập trung vào cái tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt này. Đây là tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt này. Trong một cái cây như này này thì các cụ mà nói từ tiền cổ bây giờ, kể cả là
trong miền Nam, ở miền Nam người ta gọi là cái đế, mình gọi là cái bệ, nhưng mà mình phải nói là như này, cái cây đầu tiên là người ta chỉ cái đế, có nghĩa là cái đế, cái móng nhà ấy, cái đế nó mới vững thì cái cây nó mới vững. Đấy, ở trong miền Nam người ta tôn trọng nhất là cái đế, là đế mà đầu tiên trong cái cây á là phải nói là cái đế, đầu tiên là cái đế, sau đó mới đi đến được cân, xong đến cành. Đây là anh Toàn Dona ở Phú Thọ. Anh chia sẻ với mọi người về cái cách ngắm một cái cây, đánh giá một cái cây làm sao cho tốt nhất. Và có thể là ai nghỉ công cũng có làm được. Cái khó nhất là cái đế này. Cái đế là cái thân mới là khó. Cái dưới nó gọi là thiên tạng. Đây là nhân tạng. Không, kể cả là nhân tạng. Đế cũng làm nhân tạo được mà. Nhưng mà vấn đề là đầu tiên chắc phải nói là nhất bệ mà nhì thân đam cành cứ lá. Cái bệ này là cái cây nó phải nó như cái nhà nó vững chãi là phải kiểu bộ bộ đế. Thế mọi người làm cái đế này nó rất khó và không phải đơn giản. Đấy, sau đó thì như mình làm cái nhà phải làm cái móng đầu tiên mà. Đấy, xong rồi móng làm cái đạo đâu. Thế còn thực ra cái năm cây này nếu mà cái này cái phần này ạ, cái này có thời gian, cái cắt dập dỡ nó vào cổ kỳ mỹ, tại sao các cụ gọi cổ kỳ mỹ văn, xây phần mỹ cổ kỳ mỹ văn. Thực ra thì nếu như mà cây này thì mình nó cũng già rồi, không phải là để mà cực kỳ già thì chưa phải, nhưng mà cây này là cũng là một cây cũng già rồi. Ví dụ như nó là ví dụ như nó đã lên những cái khu như này là những cây rất già. Nó chưa chun lại, nhưng mà nó đã là cây rất già rồi, nhưng mà là cây còn non. Cổ đế này là được rồi, đường thân là được rồi, nói chung là những cây như thế này bây giờ là rất là khó tìm chỗ làm, khó tìm. Và thị trường cây như thế này cũng có những cây này là rất khó làm, rất khó làm, rất khó làm. Anh Toàn này năm nay sao không mang tiền nợ làm cả gì? À, không phải thì là... Sao không nghỉ tiếng? Không nghỉ. Không phải. Nghỉ nhiều quá. Thì phải nói thế này. Mai là gia đình đón cái đoạn Đài Loan. À, mai có cái Đài Loan. Thì cho nên là người ta đã hẹn 2 tháng rồi. Anh Toàn đang chia sẻ cho mọi người cách mà đánh giá một cái cây. Thực ra nếu mà làm cây á, mà công phu á, làm cây công phu á, thì phải làm như thế này này. Bởi vì là nhiều người người ta chỉ làm cái bệ là cái thân thôi, thế nhưng người ta bỏ cái dăm nó. Thế nhưng mà nếu mà làm để mà để cho một cái cây hoàn thiện đấy, hoàn thiện đó là phải làm đến cả cái dăm mới nào không hiểu là thế đấy. Này nó mới là cây hoàn thiện dần. Còn một số thì làm nó chưa đến cái dăm, nhưng mà cái cây này thì là để đảm bảo đến cái độ dăm rồi. Tương đối hoàn mỹ anh ạ. Tạm chia tay với cả anh Toàn, chúng ta lại đi tiếp. Tất cả những cái hàng cây ở đây đều có những cái nét chơi cũng như là đặc điểm riêng. Chắc chắn là giá tiền của các cây nó sẽ khác nhau, nhưng mà hội tụ của cây thì ở đây rất nhiều các cái cây nhìn mình rất là thấy ưng mắt. Từ những cây mai châu thị này, cực kỳ cổ quái. Đây là tác phẩm ruối này. Các bạn đến đây các bạn sẽ choáng ngợp với cái số cây mà hiện thời ở đây triển lãm nhé. Vì vậy nên là chắc là phải mất khoảng 2 đến 3 ngày các bạn mới ngắm kỹ được các cái cây. Trung Kiên thì đến đây chắc chỉ được 1 ngày thôi, nên là sẽ quay cho mọi người để cho mọi người cùng ngắm. Các bạn mà có thích về cây hay là tìm hiểu về cây, các bạn đến đây các bạn ngắm nó sẽ kỹ hơn. Bởi vì ở đây khoảng độ tầm trên 1.000 tác phẩm cơ.
Vì vậy nên là mình mà quay như này thì vài ngày không hết, bởi vì những cái tác phẩm như thế này mà muốn cây từng cây một thì nó rất mất nhiều thời gian nhé. Ngoài ra thì mình chuyên về cây, còn ở đây này các bạn nhìn này, từ các cái đá này cũng như là các cái đồ mỹ mỹ thuật về đá đấy, rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, đá gỗ, tác phẩm ổi này. Tất cả các cây thì các bạn để ý nhé, đến bàn tay của nghệ nhân ấy, thì tất cả các cây đều có thể làm ra, tạo tác ra những cái tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là những cái tác phẩm như thế này thì phải làm rất là lâu năm này, và phải dựa trên các cái cốt cách của cây. Đấy, các bạn có thể khai thác ở trong dân cũng như là khai thác từ những cái cây to, sau đó thì các bạn về làm bóng làm tán. Nhưng bản chất của nó thì các bạn phải để ý là các bạn phải Ê, chào anh. Các bạn để ý nhé, các bạn phải nhìn thấy những cái điểm chơi, sau đó thì các bạn mới bắt đầu từ cái đấy các bạn tạo tác lên. Đây, như cây sung này thì nó cực kỳ cổ này. Từ những cái cổ của nó thì các bạn sẽ dùng bàn tay nghệ thuật để bẻ vẽ vào. Vâng, vâng. Anh cứ ra và cho anh lành đi rồi em gọi mấy anh em ra. Là vâng. Đấy, tác phẩm ruối này các bạn này, đại cổ ấy. Anh ơi, anh vào cái chỗ cây xanh ấy, mấy cả chỗ cây tùng ấy, mấy anh ra rồi đấy, bảo anh Duy vào đấy nhá. Đây là một tác phẩm lộc vừng này các bạn này, cây này thì cực kỳ lâu đời rồi, nu cục rất là nhiều. Cây nào các bạn cũng có thể làm tạo thành cây nghệ thuật được, nếu mà các bạn nhìn ra những cái điểm chơi của cây nhé. Đây là tác phẩm me này các bạn này, cây me cũng làm tạo thành cây nghệ thuật được này. Mai bàn trà. Như những cái tác phẩm này thì các bạn có thể tạo ra những cái khuôn viên giống như là một cái tiểu cảnh ở các khu vực này, thì lúc bấy giờ cái tác phẩm nó sẽ sinh động hơn. Ổi này các bạn này. Đấy. Rất là nhiều cây gì cũng có thể tạo được tác phẩm các bạn nhé. Từ trà, me, thông, hoa giấy, rồi đề này các bạn này, đề cũng tạo ra tác phẩm được. Rất là hoành tráng. Chút nữa thì mình sẽ quay một số cây đặc sắc để cho mọi người cùng thưởng lãm nhé. Còn bây giờ mình sẽ quay cho mọi người để cho mọi người biết về cái quy mô của cái triển lãm đợt này. Khế chua này. Đây thì ví dụ như mấy con cổ này, phi nào này. Toàn những cây rất là đẹp và chất, rất chất lượng. Đợt này mình thấy cái cuộc triển lãm ở Bắc Ninh này cực kỳ chất lượng nhé. Các cái cây từ cổ thụ đến các cái quy mô sắp xếp của cái cuộc triển lãm này mình đánh giá rất là cao. Dạ vâng. Đây. Đấy, đây là anh Lành này, gã đầu bạc. Em cứ quay đi. Em có sự kiện này cực kỳ quy mô. Mình xin phép dừng ở đây và ngồi mấy cả bác các bác ấy đã.